Tấn Khoa và Diễm Loan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn, số phát sóng ngày 28 tháng 2 năm 2023. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong tuần qua chuyên mục Theo dòng sự kiện. Tổ chức tài chính VimoSep tổ chức hội thảo SEP tham gia cùng tổ chức công đoàn phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động tại văn phòng B, nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào sáng ngày 23 tháng 2 vừa qua. Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo liên đoàn các tỉnh nơi SEP đang hoạt động và ban giám đốc của tổ chức tài chính VimoSep. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của tổ chức tài chính VimoSep trong việc giải quyết vấn đề tài chính dành cho công nhân, người lao động trong những năm qua. Theo ông Khang, công nhân, người lao động tìm đến tín dụng đen là do gặp khó khăn cấp bách về tài chính, cần xoay sở nhưng khó có thể tiếp cận với các gói tín dụng chính thức hiện có. Tín dụng đen đã gây ra nhiều hệ lụy với đời sống của công nhân, người lao động, thậm chí làm cho hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đồng chí Khang cũng đề nghị tổ chức tài chính VimoSep lưu ý và xem xét tăng tỷ lệ cho vay đối với công nhân lao động để góp phần phòng chống tín dụng đen đang là vấn nạn cấp bách rình rập trong đời sống công nhân, người lao động. Qua cái chương trình này thì chúng tôi đã thống nhất một số mục tiêu và cái phương pháp để mà làm sao thúc đẩy mạnh cái hoạt động tài chính trong hệ thống công đoàn, cùng nhau hỗ trợ công nhân lao động một cách kịp thời, góp phần cho họ tiếp cận nguồn vốn an toàn, giá rẻ và thông qua đó để đẩy lùi cái tác hại của tín dụng đen. Hội thảo thể hiện sự chủ động và sáng kiến của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức tài chính VimoSep trong việc luôn đồng hành cùng công nhân, người lao động cũng như là cùng tổ chức công đoàn tham gia vào chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025. Thưa quý vị, trong năm 2022, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp trọng tâm hướng về cơ sở. Các công đoàn cơ sở đoàn kết nỗ lực thích ứng nhanh để ra nhiều sáng kiến giải pháp hoàn thành nhiệm vụ. Sáng ngày 16 tháng 2, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, những việc đã làm được và chưa làm được, những mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022. Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp chăm lo cho hơn 11.748 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động, chương trình như chương trình phúc lợi đoàn viên, ưu đãi giảm giá từ 3 đến 30% so với giá thị trường, ngày hội vì sức khỏe người lao động, truyền thông chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho hơn 800 công nhân, viên chức lao động, xét nghiệm tổng quát miễn phí và tư vấn điều trị cho 300 đoàn viên công đoàn hậu Covid-19, tặng 98 suất quà chăm lo cho lao động nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Trong năm 2023, Liên đoàn triển khai cho các công đoàn cơ sở tập trung công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, xây dựng các cái công trình chào mừng đại hội, tập trung cái công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và tuyên truyền các cái nghị định, các luật có liên quan tới công nhân viên, người lao động, gắn với lại cái công tác phát triển đoàn viên, đặc biệt là cái công tác thành lập công đoàn cơ sở mới ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Và song song đó thì chúng tôi cũng tổ chức các cái chương trình phúc lợi đoàn viên trực tiếp đến với lại người lao động. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố trao bằng khen cho Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, tặng cờ thi đua cho 12 tập thể, tặng bằng khen cho 26 tập thể, 26 cá nhân. Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp còn trao bằng khen cho 78 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp quận đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp tổ chức giám sát, thực hiện pháp luật và bảo hiểm xã hội, tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn quận năm 2023. Sáng 14 tháng 2 vừa qua, Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đến dự có đồng chí Trần Đoàn Trung,
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố. Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố HFIC hiện có 5.764 đoàn viên, đạt tỷ lệ 96,7% tổng số công nhân viên chức lao động. Trong năm 2022, Công đoàn HFIC chăm lo cho 1.065 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, số tiền gần 3 tỷ đồng, giới thiệu ký giấy đảm bảo cho 354 người lao động vay lãi suất thấp của quỹ SEP với số tiền gần 4 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thăm hỏi 50 gia đình không có điều kiện về quê đón Tết với số tiền 50 triệu đồng, trao tặng vé vui chơi trọn gói cho 50 gia đình vui chơi thư giãn tại công viên văn hóa Đầm Sen, chăm lo 6.000 suất quà Tết tại cơ sở với tổng số tiền mỗi phần quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nét nổi bật của chúng tôi hàng năm là tổ chức hội thi bàn tay vàng về cái ngành điện, kế toán, giúp cho đoàn viên và người lao động là được nâng cao cái tay nghề. Kết quả năm 2022 thì công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thì cũng được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2023 thì chúng tôi cũng tiếp tục là thực hiện cái vai trò chăm lo cho đoàn viên, chỉ đạo tổ chức cái đại hội công đoàn cơ sở thì dự kiến là khoảng cuối tháng 3 thì tất cả các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn của Công ty Đầu tư Tài chính sẽ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và chúng tôi sẽ tổ chức đại hội công đoàn của công đoàn cấp trên là Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính vào tháng 5. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc và Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố khen tặng 28 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022. Sáng ngày 21 tháng 2, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh tổ chức buổi họp mặt 14 đảng viên trẻ và 230 đoàn viên công đoàn ưu tú nhằm tạo điều kiện để các anh chị bày tỏ tâm tư nguyện vọng và đề xuất ý kiến của mình đến các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo huyện ủy. Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh có 218 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, trong đó có 14 đồng chí là đoàn viên công đoàn khu vực ngoài nhà nước. Buổi họp mặt ghi nhận 7 ý kiến đóng góp, đề xuất của các đảng viên trẻ và đoàn viên công đoàn ưu tú. Các cái đại biểu nêu các cái câu hỏi, các cái vấn đề mà trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên có nhiều khó khăn sẽ kiến nghị với các cấp lãnh đạo. Qua cái đó thì các ban ngành, trong đó có ban tổ chức, có ban tuyên giáo, có ủy ban dân các ngành có liên quan đã trả lời, giải đáp các cái thắc mắc, các cái kiến nghị. Đồng thời qua đây cũng là việc để ban thường vụ liên đoàn nắm bắt và sẽ làm tốt hơn nữa công tác phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, thúc đẩy người lao động, đoàn viên công đoàn phấn đấu rèn luyện trưởng thành trở thành đảng viên. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện trao danh sách gồm 480 đoàn viên công đoàn ưu tú cho huyện ủy quan tâm bồi dưỡng và kết nạp. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn khen thưởng 14 đồng chí đảng viên mới khu vực ngoài nhà nước vừa được kết nạp trong năm 2022. Thưa quý vị, không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ cho các em học sinh nghèo, đồng nghiệp khó khăn, mà cô Vũ Thị Quyên, tổ trưởng công đoàn cơ sở trường tiểu học Nguyễn Văn Bá thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, còn tổ chức nhiều chuyến đi thiện nguyện cho các thầy cô trong chi bộ nhà trường, đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi, cụ già neo đơn, bệnh tật ở các ngôi chùa, mái ấm, trường thiểu năng. Đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư năm 2021, từ tỉnh Lâm Đồng, thông qua sự chung tay góp sức của một số đồng nghiệp, cô Quyên gửi hàng tấn rau củ quả để giúp đỡ người dân ở các khu cách ly. Hiện nay, cô Quyên là thành viên của các hội từ thiện như Nghĩa tình Thủ Đức, Hội yêu từ thiện thành phố Hồ Chí Minh. Với những việc làm thiện nguyện trong thời gian qua, cô Vũ Thị Quyên được Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tuyên dương là gương công nhân viên chức lao động điển hình, người tốt việc tốt năm 2022. Trong chuyên mục Chuyện chưa kể kỳ này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ bông hoa việc thiện này nhé. Từ năm 2010, em Vương Anh Thư, cựu học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Bá, mắc một căn bệnh cần phải truyền máu đều đặn một hoặc hai lần một tháng. Để có tiền chữa bệnh, duy trì sự sống cho anh Thư, ba mẹ của em phải bán đi căn nhà che mưa che nắng. Hiện nay, ba mẹ của anh Thư chia tay nhau và em nghỉ học, về quê sống với ông bà ngoại. Mẹ em ở nhà trọ và đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh. Hiểu rõ bệnh tình cùng hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thư, mỗi tháng, cô Vũ Thị Quyên
nhận tiền ủng hộ từ các thầy cô mạnh thường quân, hỗ trợ cho em mua những loại thuốc không có trong danh mục bảo hiểm y tế để điều trị bệnh. Nhắc về anh Thư, cô Quyên nhớ mãi trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, biết học trò cũ cần máu nên cô kêu gọi mọi người trên mạng xã hội hiến máu tặng cho em. Hiện tại là bé phải chuyển lên cái tuyến trên về ung bướu hoặc là về Chợ Rẫy, thì mẹ bé cũng tâm sự là không biết bệnh viện người ta tự chuyển hay là mình phải liên hệ như thế nào, thì cũng nhờ cô Quyên tìm hiểu và giúp, thì cô Quyên cũng nhận lời và cũng có liên hệ với lại một số bạn bè cũng như người thân là bác sĩ hoặc là những người có liên quan, họ tìm hiểu thêm cái thông tin để có thể giúp đỡ cho trường hợp của bé Vương Anh Thư. Khi mà em biết là các thầy cô ủng hộ giúp đỡ em và hiến máu cho em thì em rất là xúc động. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô của mình. Ngoài hỗ trợ cho anh Thư, cô Vũ Thị Quyên còn giúp đỡ nhiều đồng nghiệp khó khăn hay trích tiền lương mua bảo hiểm y tế tặng cho các em học sinh nghèo. Đặc biệt trong thời gian học online vì dịch bệnh, cô Quyên tặng thiết bị điện tử cho các em học sinh khó khăn. Hiểu được ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện của cô, ngày càng có nhiều thầy cô trong trường cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, cô Quyên thường tổ chức cho các thầy cô đến thăm tặng quà cho những em mồ côi, cụ già neo đơn bệnh tật ở mái ấm Tín Thác, trường thiểu năng Hoa Phong Lan, làng trẻ SOS tại thành phố Đà Lạt, chùa Bửu Trị ở thành phố Cần Thơ. Hiện nay, cô Quyên còn là thành viên của các hội từ thiện như Nghĩa Tình Thủ Đức, Hội Yêu Từ Thiện thành phố Hồ Chí Minh. Sau mỗi lần mình giúp đỡ được một ai đó hay là mình làm được một cái việc gì đó có ích cho xã hội, cho người khác, thì tự cái bản thân mình cảm thấy vui. Sau mỗi lần như thế thì mình cảm thấy là nên cống hiến nhiều hơn nữa. Thiện nguyện cũng là một cái duyên. Cái duyên đó nó cho mình được gặp gỡ những cái cô chú, anh chị, bạn bè mà họ cũng thích làm thiện nguyện. Mọi người cùng chung tay chia sẻ một phần nào đó. Bên cạnh hoạt động từ thiện xã hội, cô Vũ Thị Quyên còn hoàn thành tốt công tác giảng dạy ở trường. Nhiều năm liền, cô là giáo viên giỏi và được công nhận là lao động tiên tiến. Trước khi chưa học trường này với cô Quyên thì con cảm thấy con trẻ có khiếu hát. Nhưng khi học với cô Quyên rồi, con cảm thấy tiếp thêm năng lượng để vào học những môn học mới. Và mỗi tuần con luôn mong chờ những tiết âm nhạc để học với cô Quyên. Mỗi khi đến tiết học con rất là náo nức và vui để chờ đón những bài hát mà cô Quyên dạy vì nó rất là hay và ý nghĩa. Là giáo viên âm nhạc kiêm trưởng ban văn thể mỹ ở trường tiểu học Nguyễn Văn Bá, cô Vũ Thị Quyên đại diện nhà trường tham gia và đạt giải cao trong các hội thi văn nghệ do Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động quận 9, nay là Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức. Trong cái phong trào hoạt động về công đoàn thì cô Quyên cô rất là tích cực. Ngoài ra hoạt động khác giống như văn thể mỹ rồi các cái hoạt động thiện nguyện, ở đâu có phong trào gì thì cô cũng tham gia rất là tích cực, rất là năng động và sáng tạo. Cô rất là hòa nhã và vui vẻ. Cái phong trào văn nghệ nào thì của bên liên đoàn á thì cô cũng đóng góp. Vừa rồi thi tiếng hát quần chúng thì cô cũng thi tham gia, cũng có giải. Cô Vũ Thị Quyên đã được công đoàn cơ sở trường đề xuất lên Liên đoàn Lao động tuyên dương gương người tốt, việc tốt năm 2022. Với những cái thành tích rất là tiêu biểu, cô là một trong những mạnh thường quân đóng góp cho nhà trường, rồi đóng góp cho địa phương. Bên cạnh đó thì cô cũng là một cái công đoàn viên xuất sắc đã tham gia tích cực các hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đề ra. Cô cũng là một tình nguyện viên trong cái phong trào phòng chống dịch Covid-19. Với những cái thành tích đó thì phải nói là cô đã chia sẻ được những cái yêu thương đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Dưới cái thành tích đó cũng là một cái sự tiêu biểu thể hiện được cái tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam và cái sự tuyên dương cái gương người tốt việc tốt của Liên đoàn Lao động cũng sẽ gửi báo cáo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố Thủ Đức để đây là một tấm gương nhân rộng, điển hình, lan tỏa ra trong toàn xã hội. Có thể nói, những việc làm thiện nguyện của cô Vũ Thị Quyên giúp cho nhiều mảnh đời kém may mắn cảm thấy được yêu thương, chia sẻ. Với quan niệm, yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi, cô tổ trưởng công đoàn này góp phần tô thắm thêm tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, hành động đẹp của cô Vũ Thị Quyên được các thầy cô trong trường và mạnh thường quân ủng hộ tiếp sức. Xin chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện niềm đam mê làm việc thiện của mình nhé.
Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9.